Xin chào tất cả các cô, đã bắt đầu bước vào cái nội dung tư vấn của cái cái đi trọng tâm của chúng ta là để tạo được tiền tiêu chỉnh nội dung dạy học bốn ngữ văn học cơ sở trung học phổ thông học kỳ 2 năm học 2019-2020. Thì đi để thực hiện cái nội dung này theo cái công văn 1113 từ giáo dục đào tạo thì các thầy cô cũng phải kết hợp sử dụng hai cái văn bản mà sở giáo dục đào tạo đã ban hành gần đây. Thứ nhất là cái văn bản 419, thì văn bản này được ban hành vào ngày 14/5/2020 hướng dẫn cái việc tăng cường dạy học trên truyền hình và dạy học qua internet. Và cái văn bản 449 ban hành vào ngày 19/3 thì hướng dẫn dạy học qua internet trên truyền hình và thì hai cái văn bản đó và kể từ khi văn bản 113 thì chúng ta thực hiện thuận lợi hơn thì nội dung điều chỉnh hôm nay. Thế thì trong cái phần thực hiện cái nội dung mà các sinh hoạt sáng hôm nay thì tôi tiến hành một số cái phần lớn. Thì phần thứ nhất phần thứ nhất là tôi đi vào là để mô tả lại giảng giải của bộ theo cái công văn 113. Thì trong cái nội dung giảng giải của bộ ấy thì giữa các môn có một số nhưng mà một số môn thì nói một từ ngữ thuật ngữ mới hơn. Tức là ví dụ như môn hóa học rồi môn vật lý thì có những cái từ dùng để chỉ cho các môn thực hành thì môn của chúng ta không có, cho nên là ở đấy những từ ngữ chỉ với công chúng của bạn. Thế thì trong cái phần lớn thứ nhất nội dung giảng giải thì có phần một mọc đó là những bài không dạy và không thực hiện. Thế thì tôi thống kê từ một số biển lục như hai là không dạy này không thực hiện một lớp bảy là không dạy một không thực hiện một lớp tám không dạy một không thực hiện hai lớp chín là không dạy hai không thực hiện ba không thực hiện không lớp tám không thực hiện không lớp mười hai là không dạy là không dạy năm không thực hiện là như vậy là cái hai nội dung thứ nhất là thầy cô nào nhỏ nhỏ hai là quyền học sinh từ đầu từ làm thì tôi thống kê là lớp sáu đã có 18 bài, có 27 bài, lớp tám là có 23, lớp chín có 23, lớp mười có 10, lớp 11, lớp 12 có 14. Thì cái số bài đấy là tôi dùng một cái bất vì một cái từ thì gọi là tiến lại cái bài học không là bài đẹp đâu. Bài là họ chia ra một phần là huyền huyền thì học và một phần thì lại số bài này nó như là đảng bài chủ yếu phần của một cái này đã đổi thể thể người của cô tác ra tập tập nhớ cái anh chị tập mấy cái rồi rồi cái này là lập
thì đó là cái mục nhỏ thứ hai của mục một lớn là những bài khuyến khích từ đọc từ làm. Rồi thì lưu ý về cái bài khuyến khích từ học, tức là học sinh từ đọc, từ xem, từ làm, từ thực hiện. Những cái bài hoặc những nội dung này giáo viên khuyến khích học sinh từ học để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và làm bài. Tuy nhiên nếu xét thấy trong cả cái bài mà từ học khuyến khích từ học này mà có một số cái đơn vị kiến thức mà nó còn liên quan hỗ trợ phục vụ cho học những cái bài học tiếp theo thì chúng ta cần dành một ít thời gian để mà hướng dẫn các em là học từ học cho nó hiệu quả hơn. Tôi lấy ví dụ tí nữa thì ví dụ tôi nếu sau thì đó là như vậy. Ở môn bắn của chúng ta là những bài khuyến khích từ học này là được lấy từ hai nguồn ở trong chương trình. Nguồn thứ nhất là từ những cái bài đọc thêm, rồi là nguồn thứ hai là từ một số bài học chính hoặc bài ôn tập. Thì bây giờ là khuyến khích. Thì về nghĩa thì khuyến khích thì đồng viên khuyến lệ các em học. Nhưng mà về tư cách một người thầy thì mình phải xem những cái bài đó. Nếu mà cần thiết, nó quan trọng thì mình phải hỗ trợ. Trong toàn bộ chương trình này thì nếu theo yêu cầu đại đa thì những cái bài khuyến khích từ học từ làm ở bốn ngữ văn của ta có liên quan đến nền kiến thức bài sáu thì không nhiều lắm. Cho nên là cái phần này thì đối với bốn ngữ văn của ta cũng nhẹ hơn so với các bốn khác. Rồi mục thứ tiếp là học sinh làm ở nhà thì chủ yếu là các cái bài kiểm tra rồi bài tập vận dụng. Thì ở đây tôi thống kê các cái bài kiểm tra các em làm ở nhà. Lớp 6 có một bài, lớp 7 không có, lớp 8 không, lớp 9 không, lớp 10 không, 11 một bài và lớp 12 không. Thì đó là thống kê để lại. Và mục nhỏ thứ tư là từ học có hướng dẫn. Thì bây giờ các thầy cô chú ý là từ năm học 21-22 là trong chương trình của chúng ta có một cái phần giảm tải thì đã bắt đầu xuất hiện cái thuật ngữ này, từ học có hướng dẫn, có nghĩa là hướng dẫn để học trò từ học. Thế thì bây giờ từ học có hướng dẫn này được mở rộng thêm thì lớp 6 có 6 bài, lớp 7 8, lớp 8 5, lớp 9 6, lớp 10 2, lớp 11 2 và lớp 12 5. Đó. Thì lưu ý chỗ này là tích hợp là gộp một số bài cùng chủ đề theo một cái bài mới và giảm chủ tiết. Tôi lấy ví dụ là ở cái bài chẳng hạn như là phong cách ngôn ngữ chính luận ở lớp 11 thì hôm sau lại có thêm một bài là phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo đó. Như vậy ta hình dung đó là trong gốc của nó là một bài nhưng mà được chia làm hai phần học và ở giữa thì có chen vào một số cái bài khác. Thì bây giờ những cái loại bài tích hợp đó là được về thành một cái bài mới và cắt tỉa đi một số nội dung chuyển sang khuyến khích tự học và một số nội dung thì là hướng dẫn tự học tự đọc. Như vậy chúng ta thấy là ở những cái nội dung mà họ giữ lại để hướng dẫn từ học từ đọc thì ở đấy chúng ta đã quen với cái thuật ngữ này từ năm 2011 và 2022
Khi tỷ lệ chúng ta thì trao đổi thêm cái nội dung này. Rồi. Như vậy là sau khi một cái nội dung giảm tải đó thì chúng ta tôi đã thống kê trên bốn cái mục này. Thống kê trên bốn cái mục này thì để chúng ta nắm lại theo cái nội dung điều chỉnh giảm tải của bộ. Thế thì trước đấy thì khi mà bộ chưa ra ban hành cái văn bản 113 này thì sở đã ban hành cái văn bản 49 rồi là 449 là hướng dẫn giảm tải. Nhưng mà hướng dẫn cách thức cho còn cụ thể giảm tải thế nào tùy nhà trường. Còn bây giờ bộ đã đề xuất giảm tải như thế thì toàn buộc chúng ta thực hiện giảm tải chung. Cảm thấy có nào? Còn cái chuyện mà học sinh của chúng ta có nhu cầu học cao hơn nữa, nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa thì đó là nguyện vọng cá nhân. Chứ còn cái mà bộ đưa ra đây là để phục vụ chung cho toàn quốc. Tuy nhiên khi mà điều chỉnh nội dung giảm tải thì không phải bài nào, phần nào, môn nào nó cũng điều chỉnh hợp lý. Cũng có những cái chỗ mà chưa thật hợp lý lắm thì cái chỗ đó chúng ta cũng có cái hướng để chúng ta khắc phục. Thế thì ngày 31 tháng 3 thì bộ ban hành cái điều chỉnh nội dung giảm tải. Thì sáng ngày 1/2 thì sở đã bắt đầu bước vào để thực hiện cái nội dung tư vấn của chúng ta sáng nay và chiều hôm qua đã làm thông tin rồi. Thế thì tôi mô tả lại toàn bộ trong chương trình lớp 6, 7, 8, 10, 11, 12 về điều chỉnh nội dung giảm tải của môn ngữ văn như đã trình bày ở trên. Rồi, bây giờ ta sang cái nội dung thứ hai lớn là ta thực hiện cái nội dung giảm tải này như thế nào. Đấy. Tức là ta triển khai ta dạy học cái nội dung giảm tải này như thế nào. Thì bây giờ các thầy cô chú ý là chúng ta trong cái chương trình giảm tải của bộ ấy là từ tuần đầu của học kỳ 2 cho đến tuần cuối cùng. Thì chúng ta nhớ là trong chương trình của bậc trung học ấy thì tổng có 35 tuần thực học và được trải lên 37 tuần thời gian. Như thế nếu như một môn mà một tuần học 3 tiết thì khi trải lên 37 tuần thời gian của 35 tuần chương trình thì sẽ có những tuần chỉ học với thời lượng là dưới 3 tiết. Chẳng hạn học 2 tiết chẳng hạn. Vậy thì tôi nói ở đây là nói theo tinh thần của cái chương trình mà chúng ta học chính thức trong 35 tuần. Thì bây giờ chúng ta thấy thế này này, nếu như trung học cơ sở thì trong Tết học được khoảng một tuần của chương trình học kỳ 2 và ra Tết thì chưa học được tuần nào cả. Thì một tuần của học kỳ 2 nếu theo cái tinh thần 37 tuần ấy là bắt đầu từ tuần thứ theo chương trình 35 tuần ấy, học kỳ 1 là 18, học kỳ 2 là 17. Thì theo chương trình của 35 tuần thì trung học cơ sở là đã học một tuần thứ nhất học kỳ 2. Còn trung học phổ thông thì trong Tết ta hình dung là học được một tuần. Ra Tết thì học được cả trường ở Vĩnh thì học được 3 tuần. Còn cả trường huyện trừ như Thanh Chương thì chúng ta học được 4 tuần. Như vậy thì nếu cộng cả trong Tết và ngoài Tết thì trung học cơ sở mới học được một tuần của học kỳ 2 và trung học phổ thông thì đã học được 4 tuần của chương trình. Các thầy cô này. Như vậy nếu học được một tuần thì học kỳ 2 17 tuần là thời gian và 16 tuần thực học
thì chúng ta học 1 thì còn 15, và bên kia 3 thì bây giờ còn 13. Như vậy chúng ta, và sau đó thì chúng ta thực hiện dạy Internet ở nhà, chủ yếu là trong tuần vừa rồi. Thì ta coi như là tương đương được 1 tuần nữa. Thì bây giờ chúng ta thực hiện nội dung giảm tải theo hướng dẫn là từ cái bài mà học sinh chưa được học đến hết học kỳ 2. Chẳng hạn học sinh đã được học là đến tuần 24 rồi, hay là tuần 23 rồi, thì bây giờ chúng ta thực hiện giảm tải từ tuần 24 trở đi. Còn những cái đã học rồi thì dư không bàn nữa. Đó các thầy cô nè. Một cái thứ hai nữa là khi thực hiện chương trình giảm tải thì tổ nhóm chuyên môn phải điều chỉnh kế hoạch dạy học, phân phối chương trình môn học cho các lớp, chương trình tự chọn thì giáo quyền chủ động cho các nhà trường quyết định. Nhưng mà cũng lưu ý ở cái chương trình tự chọn, nếu mà trùng với cái chương trình giảm tải của bộ thì cái phần đó chúng ta cũng bỏ. Đó là về vậy. Thế thì điều chỉnh cái kế hoạch dạy học này, phân phối chương trình này, thì trong công văn 449 đã có một cái mục 2 đã hướng dẫn chúng ta điều chỉnh như thế nào, điều chỉnh để giữ lại phần nào, rồi thời gian học của phần đó là bao nhiêu, rồi hình thức học của phần đó là học bằng Internet hay là học trên truyền hình. Thực ra trên truyền hình thì của chúng ta hiện nay là mới thực hiện cái chương trình 4 tập của 9 và 12 thôi, cho còn cái trên truyền hình thì cũng khó thời gian. Và chủ yếu là giáo viên các đơn vị, các trường đã chuyển giáo là câu hỏi bài tập, tức là giáo nhiệm vụ học tập bằng cái văn bản mà giáo viên tổ nhóm chuyên môn xây dựng chuyển học trò, rồi các em học ở nhà. Biết rằng cái đoàn đầu này chúng ta làm thế này là đang gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì chúng ta đã quen với cái việc học trò đến trường học có cố có phần có bà, thì bây giờ mà cứ giáo bài tập về nhà thì rồi cái phần hiệu quả này chưa được nhiều. Nhưng mà tại cái bối cảnh này thì các thầy cô thấy là chúng ta cũng không có cách nào để làm hơn, thì đó là vậy. Còn nếu mà các thầy cô nói chúng tôi vui sâu vui xa, dư chuyển bài cho trò đi xa chuyển không được để học trò lại học nhiều môn, thì bây giờ trong điều kiện cụ thể chúng ta có thể thực hiện được bao nhiêu phần nắm đó thì quý về nhiêu, chứ còn cũng không thể đáp ứng được mọi hoạt động dạy học giống như bình thường. Một cái yêu cầu thực hiện thứ ba là khi xây dựng kế hoạch thì phải ra soát nội dung kiến thức kỹ năng đã học để có kế hoạch ôn tập phụ đạo phù hợp sau khi học sinh trở lại trường. Có nghĩa là thế này, chúng ta xây dựng cái chương trình cho học sinh học ở nhà, tức là học từ xa bây giờ ấy, thì trong kế hoạch dạy học chúng ta phải có một cái phương án khi mà các em quay trở lại trường đã ra soát cái nội dung kiến thức kỹ năng của các em trong thời gian mà ta hướng dẫn cho các em học ở nhà, là để xem thử các em nhận đến đâu, đạt đến đâu, còn cái gì chưa đạt, để tổ nhóm chuyên môn các nhà trường có kế hoạch chủ đạo củng cố bổ sung để các em nhận được những cái kiến thức tối thiểu theo yêu cầu của chương trình muốn học. Đấy, đó là về như vậy. Ở mục hai này thì tôi trao đổi với chúng ta về ba việc: một là giảm tải từ đâu, hai là ai sẽ làm cái việc giảm tải này, tức là tổ nhóm chuyên môn, và ba nữa là khi làm kế hoạch dạy học này thì phải dự kiến là một cái phương án để sau này chúng ta làm những cái phần kế hoạch của nhà, thì đó là chú ý như thế. Còn về cái cách thức dạy học thì trong cả cái văn bản mà chúng ta đã hướng dẫn vừa rồi thì chúng ta có những cái cách thức. Một là dạy theo Internet, thì vừa qua các nhà trường đã tiến hành cái việc dạy học theo Internet này, là ở những nơi mà học sinh có mạng, có máy, rồi là đi cơ sở hạ tầng tốt, thì chúng ta đã hiện cái phần này thấy tương đối hiệu quả. Cũng xin chia sẻ với các chị là tôi cũng theo dõi bà xã nhà dạy cái chương trình ngữ văn 11
Thế thì sổ học trò tham gia thấy đầy đủ, rồi phần ghi chép của các em thấy cũng hợp lý. Chẳng hạn như có những em trong một tiết học ghi được 3-4 trang. Thế thì ta chưa nói đến chuyện ghi, nhưng mà từ việc ghi đó chứng tỏ các em theo dõi, họ nắm bắt được cái nội dung của cô trao đổi học trò. Rồi một cái hình mà chúng ta mới thực hiện được dạy ôn tập của lớp 9 và lớp 12, tức là dạy cái phần mà các em đã học. Thì khi mà xây dựng cái chương trình dạy ôn tập của lớp 9 và lớp 12 thì chúng tôi cũng hình dung đến cái công tác các em sẽ thi vào tuyển sinh lớp 10, thi vào tuyển sinh trường chuyên, rồi học sinh thi trung học phổ quốc gia. Cho nên trong cái nội dung kiến thức phương pháp ôn tập thì chúng tôi cũng dựa vào cái cấu trúc của đề để mà đi vào vừa củng cố kiến thức vừa rèn kỹ năng làm bài. Thế thì phần này thì theo dõi trên kênh truyền hình của NTV, rồi theo dõi qua các tỉnh thì thấy là giáo viên học sinh có tham gia xem rất nhiều. Ví dụ như cái dạy học trên truyền hình của chúng ta thì ngoài giáo viên học sinh của Nghệ An thì học sinh giáo viên của các tỉnh như là Hà Tĩnh, rồi Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Ngãi, rồi Quảng Ninh, rồi một ít của Thanh Hóa, họ cũng tham gia, họ xem. Và cái địa phương mà tham gia xem nhiều nhất là chính là Nam Định. Nam Định là xem và có những cái phản hồi lại và ghi nhận rất cao. Thế thì tôi cũng nói lại cái chỗ mà dạy truyền hình ôn tập của lớp 9 và 12 rồi ấy, thì các thầy cô cũng hình dung cho một điều là nhiều ý kiến nói là giáo viên lên truyền hình dạy hơi nhanh, thì chúng ta cũng phải hình dung là một cái buổi lên truyền hình của các giáo viên đó là chỉ thực hiện khoảng 35 phút và 10 phút nữa là để tương tác. Cho nên với truyền hình là không thể có chuyện là thêm vài bóc phút mà các thầy cô nào mà họ để những phút của họ là thực hiện chuyển xác. Thì cái phần đấy thì mà nếu như nội dung đó thầy cô nếu mà dạy ở nhà ở trường thì có thể dạy lại rất nhiều buổi, nhưng mà các thầy cô cố gắng gọn hóa lại. Cho nên là những cái tiết truyền hình vừa rồi thì chúng ta thấy là tương đối hiệu quả. Thì hiện nay thì dạy học ôn tập trên truyền hình của chúng ta mới thực hiện được khoảng 25 bài tiết, và tổng số của chúng ta là gần khoảng 40 tiết. Thế thì chúng ta tiếp tục theo dõi. Còn một cái hình thức dạy học thứ ba là lên cái kế hoạch hướng dẫn cho học sinh luyện tập học làm bài ở nhà. Thế thì cái chỗ này là tôi đề nghị các thầy cô có cái hướng như sau. Thứ nhất là chúng ta phải soạn một cái bộ câu hỏi rồi bày tập để chuyển cho học sinh, và chú ý đáp ứng được cái phần trọng tâm của mục tiêu bài học, của cái chủ đề học và của cái môn học đó. Thế thì dư mà ta nói là trong bối cảnh này mà nhà nào ở nhà đó, rồi làng nào ở làng đó, ví dụ như thế chẳng hạn, mà bây giờ chuyển bằng cách nào, thì bây giờ chúng ta có thể là chuyển qua Zalo. Rồi một số địa phương thì họ đem cái câu hỏi này là đến ủy ban xã, rồi là họ nhờ phụ huynh đến đó lấy. Thế thì trong một cái bối cảnh làm việc thế này mà đến đó thì phải đến cả 100 người, nhưng mà khi mà chưa cầm mic, chưa cầm tụ tập thì họ chỉ có một cái phương án này. Và chúng tôi cũng ghi nhận chưa đầy đủ lắm, nhưng mà ghi nhận có một số địa phương ở vùng sâu vùng xa là các thầy cô đã đi xe máy đến rất nhiều cái số để giáo bài tập, giáo bài học, rồi là thu nhận. Của các em thì đó là những cái việc làm hết sức vất vả của các thầy cô chúng tôi chia sẻ. Và đấy cũng là cái lúc mà chúng ta phải thực hiện trong những cái điều kiện có thể. Biết rằng hiệu quả của nó như thế nào thì ta chưa đóng đến được, nhưng mà đó cũng là động lực.
thì điều này cũng đúng với tinh thần của bộ trưởng là nghỉ học để chống dịch, nhưng không có nghĩa là tính là không học, học thì vẫn học. Thì trên tinh thần đó thì các thầy cô cũng có. Và một cái việc nhỏ thứ hai nữa là các cái câu hỏi bài tập mà các thầy cô hướng dẫn cho học sinh thì chúng ta tập trung đến chuyện đến cái mức độ nhận biết, thấu hiểu, và nếu có vận dụng thì là vận dụng thấp. Ở trong này tôi đánh là vấn đề thấp, cái chỗ này nhập vận dụng thấp để các em nắm được cái trọng tâm, chứ cũng không không đề ra quá nhiều. Còn cái chuyện mà học trò có nhu cầu học cao hơn, sâu hơn thì các em sẽ tự chủ động trong những cái phương án khác, hoặc là sau này các em đến trường thì là từ yêu cầu của em thì thầy cô đã ứng tiếp cho em. Còn trước mắt thì chúng ta đang làm ở cái mức độ chủ yếu nhận biết, thấu hiểu những cái vấn đề cơ bản, rồi vận dụng thấp những vấn đề cơ bản bài. Rồi một cái hình thức nữa là chúng ta có kế hoạch kiểm tra học tập đối với học sinh. Thì cái chỗ này trong cái công văn 449 thì sở cũng đã hướng dẫn cái hướng kiểm tra kết quả học tập của học sinh. Trước hết là kiểm tra cái kế hoạch học tập thường xuyên thì cũng có nhiều cái phương án. Và riêng môn văn của chúng ta thì cái kiểm tra định kỳ, tức là ta gọi là hệ số 2 đó, thì có khoảng 1/3 số 35 ở nha. Các thầy cô ạ, 1/3 ở nha. Cái này các môn khác không có. Thế thì chúng ta nếu mà trong kế hoạch nghỉ học dài hơi thì chúng ta cũng có thể chuyển một cái số bài kiểm tra trên lớp về làm nha. Còn trước mắt thì chúng ta chú trọng cái việc kiểm tra thường xuyên đối với học sinh. Rồi một cái hình thức nữa là rồi chúng ta tăng cường phối hợp, bởi vì khi làm như này thì chúng ta không thể là một mình để làm được, mà chúng ta phải phối hợp với giáo viên, rồi là ở các bộ môn, rồi phối hợp với phụ huynh, rồi phối hợp với nhà trường để quản lý việc học, việc ôn tập của học sinh, và đặc biệt là quản lý học sinh ở nhà. Bởi vì khi cái bối cảnh chống dịch nặng nề như thế này thì chúng ta phải quyết tâm, và chúng ta cũng phải vượt khó để đồng hành thực hiện cùng với các em trong cái công tác học tập.
lụi màng. Màng thay vì lá luôn. Thay ở thay đó luôn. Thay kia ạ. Hình bên nhà bên khác cũng nghe cũng thấy thay hết. Cũng nghe cũng thấy thay hết. Thì là xong rồi là các cái gì? Alo, alo, sao mà không nghe tiếng của thầy nữa? Năm bạn kèm nhau. Ban thầy chuẩn bị trước đây đủ hết cái số lái vô của thầy sẽ giáo mai này họ sẽ sáng để dạy đó. Thầy sẽ giáo. Thầy sẽ giáo. Dinh dung trong này mà đây. Cảm ơn bạn. Đừng chỉ lên lại lắm nữa. Đừng lên lại lắm nữa. Đừng lên lại lắm nữa. Ta dám để dẫn cần lo là im lại nha. Ta dám nha. Họ nói tập mà chứ má. Rằng như nó cứ để mấy cái nội nữa. Ai dùng là tất cả. Dinh dung là tất cả. Dinh dung là hả? Chị Nga cần bao sớm này. Chị bao sớm chứ, chị 7 giờ là mở rồi đó. Nga, 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 Nga. Thì để em chơi chơi liệu cho đấy. Nga, 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 Nga. Hoàng quả. Đến xin nghỉ ba. Lâu, lâu. Lâu ngay để bên truyền hình. Kim Toi và đi gây đây. Có lẽ sửa cấn quanh gió, vì gió cứ vịt vậy. Mà chúng là nhà ông Minh đi nào chuẩn mất điện. Nhìn nó thấy mấy đứa lại chỉ thấy toán sướng sầu trôi đi cả. Điền mắt luôn có thấy tóm hơi chứ màn hình của Thái Hoa mà nữa. Áo rồi, mang kèm áo rồi. Bây giờ chơi, bây giờ mang áo. Thầy đang đứng bài đã để giày đó chứ. Cái màn hình trên là thầy đang tìm bài để giày đó. Ờ, cô lẹ. Ai, thầm ai nói thầy đứng tìm bài thật sự. Thầy kìm miền luôn đây. Đi luôn này. Không, 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 không. Trời ơi. Ơi. Ơi nhưng mà ơi coi trên điện thoại không nghe. À anh đang đó. Cô coi em cô. Chào anh. Thoại điện thoại vào đứng dừng. Lê Thị Thu Hằng là ai bỏ chia sẻ màn hình như đây. Đang chia sẻ màn hình của Lê Thị Thu Hằng cho cả nhà cả cả nhắm nó coi chứ. Ôi ta tắt mic nha, tắt mic nha. Lê Thị Thu Hằng lại mình xin nhận chia sẻ màn hình, đừng có chia sẻ màn hình nữa. Ai là Lê Thị Thu Hằng à? Làm thế lại đi, đừng nói lên máy tìm bài chứ.
share này. Thấy là thấy thế anh có nồi dùng chưa? Muốn toán mới thấy 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 cô ngồi đẹp cái. Không bữa đi đời này sẽ như đi dịch cho nên ăn ngủ chứ được. Mà đang bất ngủ. Đẹp lào lắm, đẹp lào lắm. Học mà nhập công. Thầy học có tương nữa thôi. Phải không? Thầy nghỉ đi ra, đích chuyện tới đi ra. Bởi vì quán chơi là chúng ta quen. Quán sẽ. Ừ. Lấy không lẽ không? Lâu ngay hả? Lâu. Phải vậy? Bình thường. Chuyển tương đi hả? À, tăng cơm ba năm, bảo thẳng. Bảo thẳng ta ra. Ấy ở kia sợ nên đây chuyên đấy, lấy bảo bộ thẳng đấy. Cho đi cho biết bảo thẳng này. Yêu ơi. Hello. Em đây. Tỷ bố thẳng lắm. Tỷ á, tỷ bố thẳng lắm. Tỷ bố thẳng lắm mà sao lê đi khôi tụ. Đi bảo thẳng thái tú, à thái tí. Mẹ con đổi để cho nó Thank you.
tài khoản bị tu nè. Thầy cô cho người học thầy nha. Thì căn cứ vào tình hình thực tế, năng lực của học sinh, sự liên quan của kiến thức, kỹ năng trong phần được hướng dẫn khuyến khích học sinh từ học với chương trình để lựa chọn nội dung phù hợp, từ đó hướng dẫn khuyến khích học sinh. Tôi lấy ví dụ ở trong cái chương trình ngữ văn lớp 6 có cái bài ẩn dụ và bài hoàn dụ. Thì có kia mục thứ hai là bộ yêu cầu khuyến khích học sinh từ đọc. Thì ẩn dụ thì có kia mục hai tức là ẩn dụ hình thức, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ phẩm chất và ẩn dụ. Còn bên cái bài hoàn dụ ở mục hai của bài tập thì lấy bộ phần để hỏi trang thể bị nhọn là bị dấu hiệu của bệnh đặc biệt. Rồi bây giờ tôi hỏi các thầy cô, ví dụ cái phần này á thì học sinh tự đọc nhưng mà chúng ta thấy phần này rất quan trọng, bởi vì khi chúng nhận diện các cái dạng ẩn dụ hoặc phản dụ thì đó cũng là một trong những cái từ dụ mà các em cần nhận thêm từ cũng phải có một cái hướng để hướng dẫn các em cùng học cái phần này. Chứ còn nếu để khuyến khích các em học không ấy thì các em cũng không không chủ động được học. Khi học sinh đọc cái phần này để tìm hiểu thêm ẩn dụ là gì hoặc là hoàn dụ là gì, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi để nhận diện ẩn dụ hoàn dụ để cho các em trong quá trình giao tiếp trong quá trình được học bài bản và tập văn bản có thể được hiểu.
Tôi ở bài lớp 11 có cái suy nghĩ của cấu. Thì trong chương trình của bộ cái quyển học sinh tự đọc tự làm ở cái mục 1 là hai thành phần nghĩa của cấu và trả lời câu hỏi ở phần luyện tập. Rồi, thì ở cái phần này hướng dẫn là học sinh nắm trái cái thành phần của cấu. Đó là và để làm bài tập tương ứng bởi việc học sinh việc là đọc hiểu và tạo lập văn bản. Rồi cái yêu cầu thứ ba là đối với các cái nội dung bộ hướng dẫn chỉ tập trung thì tổ chức dạy học theo đúng nội dung đó, nhưng nội dung còn lại trong bài trong mục đó thì không thực hiện thì cần xác định thời lượng để thực hiện thời lượng ở cái nội dung là thời lượng được là giảm với vốn ngữ văn đấy chính là bài tự học có hướng dẫn. Thế thì bây giờ các thầy cô chú ý còn đối với nội dung tích hợp thì tích hợp vào bài tích hợp thành chủ đề và lồng ghép thì khi thiết kế cần giảm tải thời lượng đảm bảo nội dung kỹ năng cốt lõi sắp xếp lại thành các mạch nội dung kiến thức có tính logic và xác định nội dung có thể dạy học qua internet trên truyền hình và các hình thức khác các nội dung cần tổ chức dạy học kết hợp. Thì với môn ngữ văn thì giảng tự học có hướng dẫn hầu hết được tích hợp ở một bài có thể là từ hai bài đến sáu bài, ví dụ như hai bài sáu bài có một cái bài ở chương trình. Hướng dẫn công văn 113 để thầy cô thực hiện. Ta lưu ý cái năm với các môn học thực hiện theo chương trình nâng cao thì cơ sở giáo dục căn cứ vào công văn 1113 của Bộ Giáo dục Đào tạo để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng phù hợp theo đặc thù của môn học. Đó là nắm gì ấy. Bây giờ tôi sang cái phần thứ ba. Ba lớn đấy là kế hoạch dạy học mùa 1 sau khi điều chỉnh nội dung dạy học thì kế hoạch dạy học các môn phải được thực hiện rõ nội dung thời lượng tổ chức dạy học tức là hình thức trên internet hay là hình thức trực tiếp hay là hình thức khác. Khi học sinh đi học trở lại cần bố trí thời lượng dạy học phù hợp để thực hiện việc ra soát ôn tập củng cố kiến thức kỹ năng ở các phần học sinh đã học và dạy học các cái nội dung chưa học và thực hiện các bài kiểm tra định kỳ. Lưu ý thì công văn của sở đã nêu sau khi điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kỳ 2 năm học 19-20, các cơ sở giáo dục tiếp tục ra soát lựa chọn nội dung để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo tại các cái văn bản. Đó là kế hoạch 470 của Sở Giáo dục Đào tạo ngày 23/3/2020, công văn 49 Sở Giáo dục Đào tạo ngày 14/3/2020, công văn 449 Sở Giáo dục Đào tạo ngày 19/3/2020, công văn 51 Sở Giáo dục Đào tạo ngày 30/3/2020, công văn 533 Sở Giáo dục Đào tạo ngày 31/3/2020. Cùng với cái công văn 1118 của Giáo dục Đào tạo. Các thầy cô này, bởi vì các cái công văn này là hướng dẫn hỗ trợ thêm cho các thầy cô trong quá trình thực hiện những cái vấn đề mà chúng ta còn lúng túng khó hiểu. Còn về cái phần kiểm tra đánh giá thì các thầy cô lưu ý là bộ yêu cầu không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã được giảm tải theo công văn 5842 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 1/9/2021.
và các nội dung là không dạy, không thực hiện, không yêu cầu, không làm, không bắt buộc và khuyến khích tự học thì phần đó chúng ta không kiểm tra đánh giá. Thì bây giờ đặt ra một tình huống là các trường bảo là cái phần hôm nay bộ mình yêu cầu là không dạy, không học, không thực hiện. Mà trước đó thì khi mà chúng ta tiến hành dạy học bình thường ở trường bọn em này rồi thì phần này có đưa vào kiểm tra đánh giá hôm nay được không? Thì cũng bảo với các thầy cô là phần này chúng ta không kiểm tra đánh giá mặc dù chúng ta đã được học bình thường. Đó các thầy cô này. Một cái ý thứ hai nữa là tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên học sinh theo cái công văn 449 mà Sở Giáo dục đã ban hành ngày 19 tháng 3. Lưu ý nội dung tự học, tự đọc và thực hành, tự ôn tập, tự làm, tự thực hiện, tự thực hành ở nhà thì có hướng dẫn về nguyên tắc nội dung được kiểm tra đánh giá thì chúng ta cũng lưu ý các công văn đó. Bây giờ tôi nói rõ hơn về tổ chức phần thứ năm về tổ chức dạy học học sinh qua internet trên truyền hình và các hình thức khác. Thì công việc thứ nhất là lựa chọn nội dung thì công văn 449 đã ghi như sau. Khi thực hiện điều chỉnh nội dung cần xác định nội dung nào được dạy từ xa. Nội dung dạy học như thế nào? Xây dựng những phương án dạy học từ xa, tức là dạy học qua internet và truyền hình, giáo nội dung học đọc trực tiếp cho học sinh thì phương án cho 3 tuần từ tuần từ phương án 3 tuần dự kiến là đến 23/4 cho đến 30/4. Còn tương ứng với nội dung đó thì hình thức dạy học thì các đơn vị nếu không tổ chức dạy học qua internet, qua truyền hình thì chọn hình thức giáo bài cho học sinh. Giáo bài tức là giáo nhiệm vụ cho học sinh ở nhà, ở các bài đó cần phải làm gì. Lưu ý về thiết kế bài học tức là hướng dẫn, thì khi chọn được hình thức giáo bài thì chúng ta có cái hướng là thiết kế bài học cho nó phù hợp. Như vậy trước đấy chúng ta chỉ có một kiểu thiết kế là lên lớp để dạy, thì bây giờ chúng ta thiết kế theo nhiều cái hình thức dạy học khác nhau để phù hợp trong cái điều kiện mà chúng ta đang nghĩ thì thế này. Bây giờ tôi trình bày sang một cái nội dung khác, tức là một số thông tin khác. Thì thứ nhất là khi thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay là chưa các thầy cô nhá, ta nghe nói là lớp 10 là chỉ thi là văn toán ngôn ngữ, đó là ta đang nghe nói. Thì Sở sẽ ban hành cái phương án tham mưu Ủy ban tỉnh để quyết định là thi vào lớp 10 là chúng ta thi 31. Sẽ làm như hiện nay cũng chưa. Thứ hai là chương trình thi thì theo điều chỉnh của bộ, tức là chúng ta chỉ thi theo điều chỉnh của bộ. Chỉ thi tức là chỉ thi ở phần là học chính các thầy cô ạ và tự học của hướng dẫn, còn nội dung không dạy, không học, không thực hiện thì sẽ không thi. Sở à, các thầy cô đã thấy ở bộ giáo dục đã ban hành một cái đề thi trung học và đề tham khảo cho thi trung học phổ thông quốc gia, thì đã có cái nội dung giảm tải đã được đưa ra ngoài đề thi và nhìn vào cái phần thi đó thì thầy chúng ta thấy cũng gọn hơn và thuận lợi hơn trong cái năm buổi cảnh này. Tuy nhiên, để chủ động điều chỉnh ôn thi cho học sinh theo nội dung thì các thầy cô phải nghiên cứu, phải ban, rồi phải quyết định lựa chọn hợp lý. Còn cái phần mềm dạy học ở trên internet thì công văn 533 ngày 31/12 Sở Giáo dục đã giới thiệu cho chúng ta một số phần mềm như chúng ta đã thấy tới trình chiều ở trong học liệu này, đó là về cái thông tin. Nghĩa là ta hình dung thế này, sau khi giảm tải rồi thì chương trình thi, chương trình kiểm tra sẽ không nằm ở cái khung phần giảm tải là không dạy, không học, không thực hiện. Đó, tôi lưu ý như thế để các thầy cô. Thế thì sau khi tôi đã trình bày những cái văn bản ở đấy và toàn bộ cái phần trình bày của tôi thì đã gửi qua cái nội dung học liệu cho các thầy cô ở trong chương trình này, thì các thầy cô tiếp tục nghiên cứu tiếp.
con bây giờ cái thời gian thì tài liệu tôi đang gửi vào trong cái nhóm Zalo này thôi. Các thầy cô tiếp tục theo dõi để thực hiện. Và tài liệu cũng được gửi đến cái bài giảng của tôi đấy. Đến bài giảng đây là tôi gửi cho các thầy cô làm có các tài liệu 6. Một là cái công văn 1113 của Bộ Giáo dục. Hai là điều chỉnh chương trình giảm tài môn ngữ văn khoa học cơ sở. Cái phần là tôi trao đổi với các thầy cô từ hồi sớm đến giờ là để tục làm rõ thêm, rồi đưa thêm ví dụ minh họa hiểu thêm để chúng ta tham. Hôm nay thì ta hình dung đấy là một cuộc tập huấn, đấy là một cuộc cố vấn trao đổi chứ không phải là tập huấn giáo viên. Thì bây giờ thì phần mà các thầy cô có thể là những câu hỏi để tôi tiếp tục trao đổi với các thầy cô. Xin mời các thầy cô. Và khi nếu có hỏi thì tôi đề nghị các thầy cô cho biết đến đơn vị là nhà trường. Tôi có ý tưởng là giáo viên của các thầy cô cho nên thật gì đó. Xin mời các thầy cô ạ. Ai có câu hỏi gì thì chúng ta xin mời cô giáo ạ. Thì chúng ta căn cứ vào nội dung nào mà quan trọng thì chúng ta có cái hướng cụ thể hóa hơn để cho em làm. Không, cái mà đã không dạy không học rồi thì mình không đưa vào một tổ chức tinh nữa. Nghe nói là mình bị đưa ra. Trước khi nó đưa ra. Rồi, vâng, đưa ra ngoài cô ạ. Cái kiểm tra tiếng Việt của lớp 6 vắng ạ.
của lớp mấy ạ? Họ ghi cái phần đó là kiểm tra tiếng Việt là ở đấy là không không thực hiện ạ. Thực hiện thì cũng có như là ngáng về không dày đó cô ạ. Ngáng về không dày, không làm, không dày, không làm, không thực hiện thì chúng ta có như là đưa ra ngoài. Như vậy các cô, nếu mà các cô băn khoăn, ví dụ như mình vừa là hôm trước ấy là chương trình của học kỳ 2 lớp 6, tại giả sử nhá, là có 6 cái bài kiểm tra hệ số 2, kể cả kiểm tra làm văn rồi văn rồi tiếng Việt, mà bây giờ bài nào mà không thực hiện thì cái phần đó hôm sau chúng ta không không gọi là chúng ta thiếu. Còn thông tư 58 mà yêu cầu là ví dụ như ta có 6 bài kiểm tra hệ số 2 chẳng hạn, bài Việt thì bài hệ số 2, bây giờ mà những bài có thực hiện 2 bài thì ta còn 4 bài nữa. Còn những cái gì mà đề xuất 6 này thì sở sẽ có được mặt là ta cái kế hoạch của chúng ta là ta không thực hiện. À, ta bỏ. Rồi, cảm ơn cô giáo. Xin mời cả người cả các thầy cô khác ạ. Xin mời cải thiện thầy cô ở phòng giáo dục ở trường trung học cơ sở. Bây giờ không có câu hỏi nào nữa thì tôi hình dung với các bạn tối nay nhé. Rồi ta lại sẽ có câu hỏi tiếp nhé. Ví dụ như bây giờ chương trình trung học cơ sở ta có như học chính thức ở trên trường học bình thường ấy đã được một tuần. Mà học kỳ 2 của chúng ta chương trình thực học là 35 tuần. Thì 1, 18, 18, 27. Các thầy cố này. 17 mà học trên trường chính thức là trường Tết, ta cho được một tuần thì còn 16. Và lần này bộ giảm tải là từ 6 đến 7 tuần, có lớp là 6 tuần, có lớp là 7 tuần, thì ta cứ tính tuần dưới là 6 tuần đi. Thì chúng ta còn 10 tuần. 10 tuần mà vừa rồi chúng ta dạy thì những nơi mà dạy được, dạy qua Internet được một tuần, thì chúng ta có những đơn vị thuận lợi thì chúng ta còn chín quân, và những đơn vị nào mà chưa dày được qua Internet về bằng hình thức khác rồi thì đang còn 10 tuần. Thì năm học là đến 15 tháng 5 thúc, thì hôm nay ta cho là mùng 5 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5 là 1 tháng, tháng 6 là 2 tháng, 7 là 3 tháng. Như vậy đến 5 tháng 7 là chúng ta còn 3 tháng, mà đến 15 tháng 7 là chúng ta còn 30 ngày. Thế thì nếu chương trình còn 10 tuần mà đối với trung học cơ sở một tuần 4 tiết thì chúng ta hình dung là chỉ cần một tháng rưỡi nữa là xong. Mà trung học phổ thông thì chúng ta có 17 tuần thực học, mà ta học trước Tết một tuần, ta Tết ta cho là 3 tuần, là 4 tuần. Và tuần dài qua Internet vừa rồi là 5 tuần. Như vậy là 17 tuần mà ta đã học được 5 tuần thì còn 12 tuần, mà bộ giảm tải của ta là 6 tuần. Thì 17 mà trừ 5 thì còn 12, mà giảm 6 tuần thì chúng ta bây giờ thực hiện thì chỉ còn 6 tuần. 6 tuần tức là tương đương với tháng rưỡi. Các thầy cố nè, mà dư đến bữa đó là đang còn 3 tháng 10 ngày nữa. Cho nên là những cái nội dung mà các thầy định dạy qua truyền hình, qua Internet thì chúng ta chọn trong ba đó, ta chọn cái nội dung nào mà dễ thực hiện thì chúng ta, còn nội dung nào mà ta đối chiếu nhau trong đó ta thấy hơi khó thực hiện thì ta lưu lại đó để sau kéo dẹp lên ta tiếp tục. Nhưng mà giả sử dư đến ngay đó mà nó cũng nghỉ dịch thế này thì chúng ta phải thực hiện lại dạy học từ sáng cả thầy cũng đã. Nói gọn lại là chương trình chúng ta đang làm bây giờ là ở cấp 2 là còn 10 tuần hoặc 9 tuần, và ở cấp 3 là chúng ta còn một cái thời lượng là 17 là chúng ta còn 6 tuần. Thì tôi thấy là cái lượng kiến thức mà chúng ta cần dạy cho kỳ 2 cho các em cũng không nhiều. Còn tôi hỏi qua một số cá nhân ở cái địa phương lân cận thành phố Vinh thì họ bảo là nếu mà không tình giảm tải
thì bọn em mà còn khoảng 15 quân, mà nếu tính giảm lại cũng còn khoảng 6-7 quân, thì về luyện kiến thức, luyện bài cái kia học thì cũng nhiều lắm. Xin mời kiến tạo thầy cô trong hội tiếp. Tôi mời thầy ảnh coi kiến ạ. Quyền đi nhảy nhảy. Thế anh có ý kiến nhé. Ai có hỏi gì vậy? Cô á? Cô Trương Thị Lê Hải á? Mời cô Lê Thị Châu Lê Lê Hải đến đây ạ. Cái đó thì bây giờ các thầy cô là vẫn đưa vào các tổ chức kinh. Các thầy cô chú ý này, cái bài mà khuyến khích học sinh tự học á, thì có hai loại. Một loại là cả bài, khuyến khích học sinh tự học cả bài. Còn có một loại là khuyến khích học sinh tự học một phần, một phần ở trong bài đó. Các thầy cô này, tôi lại ví dụ ở cái chương trình ngữ văn lớp 11 là ở cái phần là phong cách ngôn ngữ chính luận nhá. Thì ở đó là sách giáo khoa triển khai thành hai bài, triển khai thành hai bài. Hai bài đó được kế tiếp nhau. Ví dụ như là phong cách ngôn ngữ chính luận, rồi lại phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo. Đã thầy thế nhá. Thế thì phong cách ngôn ngữ chính luận mà được ta coi như là bài đầu ấy, thì là khuyến khích học sinh tự học. Còn phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo thì ở cái phần luyện tập là cũng khuyến khích học sinh tự học. Còn nhập hai cái bài phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo thì chúng ta tích hợp lại thành một bài và chúng ta thực hiện trong buổi tiếp. Thì bây giờ các thầy cô nhìn vào đây để chúng ta cùng trao đổi. Đây bây giờ chúng ta nhìn vào trong cái giảm tải, định hướng giảm tải của bộ nhé. Là mục 1 là văn chính luận và ngôn ngữ chính luận là khuyến khích kém tự học các thầy cô này. Rồi là cái mục cái bài thứ hai phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo luyện tập thì cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo ấy, thì cũng là có một bài thôi. Họ chia làm hai phần, thế thì tích hợp thành một bài từ học ở hướng dẫn một tiết, tập trung vào phần luyện tập cái bài phong cách ngôn ngữ chính luận. Như vậy là bài phong cách ngôn ngữ chính luận đầu là luyện tập, còn phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo là chúng ta tập trung. Tuy nhiên chúng ta có cái bài phong cách ngôn ngữ chính luận đầu ấy là khuyến khích học sinh tự học, nhưng mà có một cái phần là phân biệt là chính luận và nghị luận đó. Cái phần này rất quan trọng, cho nên là các thầy cô nên có thêm câu hỏi hoặc là có thêm phần hướng dẫn để học sinh phân biệt được cái khái niệm là chính luận và nghị luận đó. Chúng ta thấy này, bởi vì cái phần đó trong cái bài nguyên của sách giáo khoa thì được trình bày đầy đủ,
Nhưng mà nếu như mà chúng ta mà không hướng dẫn các em lưu ý kỹ nắm được hai cái khái niệm trình luận và nghị luận thì cuối cùng học sinh là không phân biệt được kiểu này thì sẽ gặp khó khăn để chúng ta học những cái bài tiếp theo. Chẳng hạn như sau này lên lớp 12 chúng ta học một số văn bản nghị luận, ví dụ như là mấy ý nghĩ về thơ, rồi là văn bản nghị luận là Nguyễn Minh Triều Vô Trao Thảo, rồi là văn bản nghị luận là văn bản chuyên luận là chuyên môn độc lập thì các em sẽ không phân biệt được chỗ này, thì chúng ta nên nên cụ thể hóa để khuyến khích, chứ còn nếu để thì đối với các em cũng không nắm rõ được cái chỗ này. Xin hết ạ, xin ý kiến này kiến tạo tiếp theo cô Lô Thủy như đây rồi nhớ thẻ như vậy mời cô Lô Thủy. Rồi trong bài Vinh Sơn U của chương trình Ngữ Văn Minh, thực ra là thế này khi mà bộ nó đưa cái chương trình ra là bộ chỉ giáo cho cái tuần đó là có 3 tiết và có bài Vinh Sơn U và một cái phần nội dung nữa, nhưng mà sau này sở đến năm học 2008-2009 thì sở thấy như thế chung chung quá, cho nên là sở mới đưa cho Vinh Sơn U của chúng ta là 2 tiết, thấy nè. Nhưng mà khi các thầy cô làm đi chương trình nhà trường ấy là các thầy cô thấy là cái bài này dung lượng lớn thì đưa thành 3 tiết, tức là ta có chương trình nhà trường thì chúng ta có một hướng điều chỉnh. Và bây giờ là tôi cứ coi như bài đó trong thầy là dạy 3 tiết. Thế thì bộ hướng dẫn là Vinh Sơn U ở đấy ấy, là câu hỏi 4 ở trong phần luyện tập là khuyến khích học sinh tự học tự làm. Còn toàn bộ Vinh Sơn U thì bây giờ chỉ hướng dẫn học sinh tự học trong 1 tiết. Thế nào? Và trong 1 tiết đó thì bộ định hướng ta làm cái gì? Bộ định hướng là tập trung đọc phần mở đầu, từ chỗ làm nằm ở trong tâm đại bản của đơn giản cho đến chỗ làm hết cái đoạn đó, đến chỗ là Rừng Sơn Lũ nổi tiếp nhau đến tầng chân trời. Và chúng ta hướng dẫn học sinh tự học cái đoạn cuối là anh cán bộ trong rừng lúc bây giờ là anh Nguyệt, cho đến chỗ là Rừng Sơn Lũ chạy tiếp đến chân trời. Đã thấy có đạt như vậy, tầng tấm của bài này là khí hướng dẫn tự học thì chủ yếu là học về hình tượng Vinh Sơn U trong đoạn đầu và mấy câu kết. Còn toàn bộ cái bài Vinh Sơn U, cái cột lõi của rừng của cái câu chuyện này, tức là trong cái đêm ta đủ về thăm Lan thì cụ mệt cùng ta đủ và bà con ở làng Phú Man ngồi quanh bếp lửa để cụ mệt kể về hồi tưởng, kể về hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là đang sử đau thương và anh dũng của dân làng Phú Man, và câu chuyện thứ hai là đang sử vẻ bạc của làng Phú Man, và câu chuyện thứ hai là cuộc đời đau thương bánh dũng của ta đủ. Thì phần đó trong lời kể của cụ mệt trong đêm thì hiện nay là quyền xa là học sinh ta tự học học. Còn các thầy cô nói đó là tổng tấm của quyền, mà bây giờ không học bồ nó định như thế. Nếu đúng là quyền thì đó là tổng tấm, nhưng mà về yêu cầu học thì chỉ xoay quanh hình tượng Vinh Sơn U thì các thầy cô là hướng dẫn kẻ. Còn kẻ các thầy cô mà trong phần quyền khích học sinh tự học tự làm mà cảm thấy cái phần này là rất quan trọng của quyền thì cần phải dành thêm một lượng thời gian để hướng dẫn các em về nắm cái nội dung chính của quyền này, cụ thể là nắm về nhân vật Trần Lũ. Thì các thầy cô có thêm cái phần hướng dẫn để các em làm. Thầy có băn khoăn gì nữa không? Xin mời các thầy cô ạ. Mời cô Thuần ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì bây giờ là chúng tôi hỏi bác Việt. Việc thứ nhất là cái chương trình từ tròn được cùng một tiết 35 cùng 35 tiết. Bây giờ đã học được 25 rồi thì còn người được 21 gì đó thì còn cái phần còn lại. Thì bây giờ thế này, cô này, cái phần còn lại nếu như mà chương trình từ tròn của Nhất Phương mà nói năm trong cái chương trình là không dạy, không thực hiện thì chúng ta cắt. Ổn à? Ổn à? Nó trung với không dạy không thực hiện thì chúng ta cắt. Còn cái phần nào mà chúng ta xây dựng lên mà không trung với cái phần cắt bỏ nhà trường thì giáo viên nhà trường vẫn tiếp tục chủ động thực hiện. Bởi vì cái chương trình dạy học của một lớp một cấp thì gồm có cái chương trình bộ quy định và tự chọn của nhà trường và địa phương. Thế thì còn cái phần nào mà nó không nằm trong các giảng thì chúng ta vẫn thực hiện. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là cái bài kiểm tra. Ví dụ như ta hình dung lớp 6 mấy bữa là hôm trước là ở kỳ 2 còn 5 bài, ta cứ hình dung như thế đi. Bây giờ ta bỏ đi một bài không thực hiện thì có như chúng ta hình thành là hình dung là đang còn 4 bài. Như vậy là thông tư 58 yêu cầu 5 mà bây giờ 4 thì có như cái này là nó lại 5. Trong cái quy định của không đủ với thông tư 58 nữa nhưng mà đúng với tình hình thực tế thì bộ sẽ đồng ý chúng ta tăng 4 bài. Còn hôm sau khi nghỉ học mà thời gian còn dài mà vừa trước mà bộ bảo là bỏ bây giờ bộ yêu cầu làm lại thì chúng ta làm. Còn nào đó? Còn kiểm tra thông xuyên thì vẫn theo thông tư 58 có nghĩa là cái gì mà họ không nói thêm thì chúng ta đã thêm biết chữ. Còn kiểm tra thông xuyên hiện nay thì chúng ta kiểm tra bằng nhiều hình thức, có thể là đóng quá trình học và trực tuyến thế này thì kèm trả lời thì mình có thể là ghi nhận và đánh giá kết quả hoặc là kèm việc hoàn thành các bài tập gửi cho cô thì vẫn có thể là đánh giá cái kết quả đó để ghi nhận và kèm. Còn ví dụ như một số chúng ta có một số cái bài tập, một số cái bài kiểm tra nha chúng ta thực hiện lâu nay thì bây giờ chúng ta vẫn thực hiện để làm. Còn cái bài kiểm tra về nhà mà gặp với nội dung không đầy cách học thì chúng ta không ra bài tập câu hỏi và ra đi kiểm tra về câu hỏi đó. Câu hỏi thứ ba câu này. Cô để cho gần ạ. Rồi. Rồi.
rồi. Không, bây giờ ta đưa về một chồi cho cô. Đưa về một chồi chứ. À, chứ không thể là để hai chồi được. À, đưa về một chồi. Con nội dung nào mà khuyến khích tự học thì ta chuyển sang nội dung mà khuyến khích học. Của biết đến cái điều chỉnh của bộ là một là bài này, hai là nội dung điều chỉnh, ba là hướng dẫn thực hiện. Thì bây giờ là và bốn văn ta không có. Rồi rồi. Bà mới bán tiếp. Rồi. Họ sẽ dừng đắng ạ. Không, bây giờ trong điều kiện thế này cô ạ. Bình thường ví dụ như của ta là 4 tiết một tuần, mà dư tỉnh dư cho đến ta cho là hôm nay ta tỉnh dư, hôm nay ta ngồi về đấy là 4 này, ta cho là 10 là ta sẽ dừng học đi. Sẽ dừng thực hiện từ 10 tháng 4 đi. Thì 10 tháng 4 cho đến được 15 tháng 7 mà số tiền của chúng ta thì không được nhiều. Thế thì chúng ta có thể là không xây dựng một tuần 4 tiền giống như bây giờ. Bây giờ là cố của lương dư cho đến 15 tháng 7 cũng không cần là phải trải đều, bởi vì là sau khi học xong ta đã còn nhiều việc nữa. Cụ thể thế này cô này. Một là nếu học sinh quay trở lại đến trường thì ta làm nhiệm vụ ra đoạn bài toán thời gian kèm học ở nhà là có chỗ nào chưa được để chúng ta tiếp tục bổ sung rồi dạy lại, hoặc là dạy tiếp hoặc dạy phụ đạo để lấp đầy kiến thức tối thiểu cho em. Đó là một công việc mà cũng cần nhiều buổi đó cô nè, chứ không phải là một buổi là xong. Bởi vì em thì thiếu chỗ này, em thì thiếu chỗ khác, rồi là có vùng miền thì là học sinh nằm cái kiến thức ở nhà rất ít. Thì bây giờ chúng ta lại mất một lượng thời gian ra. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là chúng ta đang còn một số cái hoạt động giáo dục mà trong cái giảm ở đấy là ta đang giảm về cái kiến thức bài học cho con một số hoạt động giáo dục. Thì bây giờ là ta không làm được thì để đến thời chúng ta rồi ta đang còn các cái bài kiểm tra định kỳ. Bây giờ bài kiểm tra định kỳ là ta chỉ lớp nào nhiều thì cắt hai bài, còn lớp nào ít thì bài kiểm tra định kỳ không cắt. Thì để đó chúng ta thực hiện cái phần kiểm tra định kỳ. Rồi là chúng ta có thể chủ động để xây dựng ôn tập. Đây, ôn tập là cô ạ, chứ không phải là ta chỉ thực hiện mấy bài này thì để đó là xong. Bởi vì ta chỉ tính đến chuyện dạy học chính khóa cho con nhiều nội dung, mà ngay trong dạy học chính khóa thì cũng phải là ta đề ra học sinh học ở nhà được, mà đến trường ta phải ra đạt lại. Có khi là ở nhà là ta dạy có một tiết, hoặc đến được ta dạy một tiết, nhưng mà làm cái công tác ra soát lại cái em nằm đến đâu thì có khi là mất rất nhiều tiết được. Đó, xin trả lời về cuối mốt này. Vâng ạ. À, xin lỗi, trả lời cô giáo là trường nào? Cô ở trường nào? Em chào thầy và chào các bạn văn chị. Em làm bài kiểm tra từ trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh ạ. Rồi. Dạ, em có câu hỏi thứ nhất là bây giờ các bạn sinh viên kinh tế thì nhà trường sẽ tổ chức ra ngoài ai tổ chức gì ạ? Rồi. Và mình là cái thời gian trả lời của phần tích kinh nghiệm và có cơ sở ví dụ như trường hợp học đồng sẽ tiếp nhận các em phải xem các bạn rõ ràng, nhưng chị em hiểu là các bạn đang thời gian tích kinh chúng ta có thể đưa ra chuyển về tích học sinh tự ra đạo tự ra đạo. Cái phần đó vẫn đưa vô ạ. Văn đỏ mình đưa vô để khuyến khích học sinh tự học tự làm, nhưng mà cái phần đỏ nó không lấy thành tiết, không lấy thành tiết. Ví dụ bây giờ là tiết 85, ví dụ như vậy, tiết 85 là phong cách ngôn ngữ chính luận, hãy giả sử thế nhá. Thế thì ta có một cái cách ở thế đấy là về cái
phần một là văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận thì ta gọi là phần thích học thì ta không đưa vào tiền. Còn nếu các cô mà muốn đi vào một số nội dung phần thích học tính tự học là nội dung gì thì ta có thể là để tiền phối cho các em được. Như vậy cái số tiền này giữa cả trường hôm nay và trước đấy là nó không giống nhau nữa. Không giống nhau. Bây giờ ta tính khoảng thời gian dư để nó là hơn 3 tháng nhá. Đó. Thì như cả cô hồi này nếu mà nói nếu mà giải thì khoảng hơn tháng đó là hết. Mà ta còn 3 tháng nhưng mà bây giờ ta tính cái chuyện đến cơ học thế. Chứ còn thực tế ta đề ra như thế học tính học con nặng được cái gì nữa không thì đó là đặc biệt. Và cái cố hiểu là bây giờ ta làm lại phân phối chương trình như bảo với cuối cùng là thế này. Trước đấy phân phối chương trình ví dụ 85, 86 là bài A, 87, 88 là bài B, 89 là bài C, 90 là bài tiếp theo. Thế thì bây giờ ta xây dựng lại là xây dựng cái kế hoạch dạy học. Thì cố xem vào cái công văn 495, 495 có một cái nội dung ở sau. Có một phần là xây dựng kế hoạch dạy học. Thì cái kế hoạch dạy học này nó còn bao hàm rất nhiều thứ nữa chứ không phải là các phân phối chương trình. Ổn ạ? Vì khi ta xây dựng phân phối chương trình thì ta lên lớp ta dạy thì nó đơn giản. Còn bây giờ là kế hoạch dạy học đó thì cố đọc thêm cái mục 2 của công văn 495 449 xin lỗi công văn 449 là có mục 2 là tổ chức dạy học thì có hai phần, một là xây dựng kế hoạch dạy học. Chứ con cố hiểu nếu kế hoạch dạy học này chỉ là cái phân phối chương trình nó chỉ là một phần rồi sau đó đi xây dựng kế hoạch bài học cố nào đấy. Thì chúng ta mới xây dựng lại ở tổ nhóm chuyên môn là kế hoạch dạy học. Mà kế hoạch dạy học này thì nhà trường phải liệt kê lại những cái bài học, những nội dung học với hình thức học, cách thức học khi mà học. Chứ còn phân phối chương trình chỉ nêu tên bài học mấy tiết ở tuần nào hết. Còn bây giờ thì kế hoạch bài học chúng ta cần cụ thể hơn. Rồi à, xin mời các thầy cô ở lớp 1 cô Phùng có hỏi tiếp. Rồi lớp 1 xin mời lớp 1 ra khoản cái gì cô ạ? À, cái ra khoản học sinh sau khi đến trường á. À, thì bây giờ mình chỉ đưa vào cái phương án, đó là một phương án. Cô đã, vì cô chưa phân biệt được cái phân phối, cô chưa nắm một cách cụ thể phân phối chương trình và kế hoạch dạy học. Thế thì bây giờ mình có một cái phương án ra soát, còn ra soát đó nó diễn ra trong thời gian bao nhiêu thì sau này ta phải tiếp tục có giảm tiếp. Chứ như ta có thể là sau khi nghỉ học học ở nhà 7 tuần hoặc là 4 tuần thì để ta chỉ dùng một tiết là ra soát lại, chứ một tiết có khi là có những nơi thì ra soát trong khoảng một tiết thì có thể là em nắm được, nhưng mà có những vùng thì chúng ta không thể là dùng trong một tiết để ra soát thì chúng ta có một phương án như thế. Tình hình thực tế đúng không ạ? Tình hình thực tế để nhận ra là mọi cái là trên tinh thần nguyên tắc đó chúng ta phải linh hoạt không mềm quá. Chứ giữa cá nhân rồi tổ nhóm chuyên môn và nhà trường
mà yêu cầu làm một cách là may mắn thì chúng ta thực hiện được. Đây. Chúng ta thực hiện được, ví dụ có lớp thì chúng ta học trên truyền hình được khoảng 70%, nhưng có lớp chỉ học được khoảng 30%, hoặc là có đơn vị này đơn vị khác. Mà bây giờ chúng ta máy móc tất cả các môn phải thực hiện theo một quy lạc thì sẽ thực hiện. Cho nên chúng ta phải mềm hóa, phải linh động. Và khi đọc lại cái nội dung điều chỉnh giảm tải của bộ, nếu đọc sơ sơ là không hiểu được, các thầy cô đã phải đọc rồi suy nghĩ, rồi là phải từ phản biện đọc mình đọc nhỏ để chúng ta lựa chọn cái cách làm, chứ không phải là nó có tính hiển môn một cách tuyệt vời đọc là liền được làm, mà chúng ta phải cân nhắc để chúng ta làm. Xin mời ở bên nhóm một cả con em ăn. Em mới thấy Hoa một lần một ạ. Thầy thầy Hoa ạ, lớp một ạ. Mời cả thầy cô ạ. Cô cho biết tên ạ. Dạ, em biết tên là gì ạ? Vâng ạ. Mình mất hồn mất hồn. Không, bây giờ là cô hình dung như này nhá, trong này của bộ là họ có thẻ cho chúng ta là phá ố. Ố thứ nhất là sáng thú, nhưng mà cô hiểu cái sáng thú ở ố thứ nhất là đã đọc hiểu văn bản câu hỏi 2 và câu hỏi 3 là của cái phần luyện tập là khuyến khích học sinh tự làm, thì ta vẫn đưa vô phân phối chương trình đó nè. Rồi câu hỏi, rồi là câu thứ hai là nói về con đọc hiểu văn bản câu hỏi 2, 3, 4, 5 ở phần luyện tập là khuyến khích học sinh tự làm, thì ta vẫn đưa vào. Nhưng mà bây giờ là sáng câu hỏi 3 là sáng thú nói về con, lại ra cả hai bài này thích hợp. Như vậy chúng ta thấy thích hợp khi họ yêu cầu chúng ta chỉ đọc một tiết, họ hướng dẫn là từ học có hướng dẫn một tiết tập trung vào đọc văn bản, trả lời câu hỏi 1 ở phần đọc hiểu văn bản và phần ghi nhớ đó. Thế thì chúng ta cứ đưa vô và chúng ta cùng có hướng dẫn, cái đấy là kế hoạch của nào. Chứ nếu chúng ta không đưa vô kia khuyến khích từ học tự làm và chúng ta chỉ nghe là sáng thu nói với con một tiết là đọc hiểu văn bản rồi là trả lời câu hỏi 1 có ghi nhớ, thì người ta nhìn vào đấy và giáo viên nhìn vào đấy, giáo viên cùng hỏi chúng, tức là ta phải đưa thêm cái phần đảo bao và thực hiện được cái bộ đấy. Và yêu cầu ở đấy là chỉ một cái đã được cắt ra một cắt đi một phần là khuyến khích rồi, thì bây giờ là chỉ là tự học của dẫn một phần nhỏ. Và bốn bánh của chúng ta thì có lời thế hơn cả bốn khác lắm. Ở văn cũng học rất thì sáu cái phần văn bản thì có chủ thích, rồi sau đó là đọc hiểu văn bản câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 đến câu N. Còn bên chương trình trung học phổ thông cái phần đọc hiểu thì sau khi tích dẫn văn bản xong thì chủ thích được hướng dẫn ra, sau đó là có câu hỏi hướng dẫn học bài, thì là bộ đã cắt câu nào chuyển sang chuyển tích, còn câu nào phải học thì nó cũng cụ thể hơn. Tức là họ đã có một phương án đưa ra câu hỏi cho chúng ta trong cái chương trình cũ, trong chương trình hiện nay.
Và bây giờ là hỏi yêu cầu giữ lại câu nào hướng dẫn tự học và câu nào của cái tự học thì nó cũng chủ động hơn. So với các môn khác là phải xây dựng câu hỏi từ đâu cho nên em rồi trên câu hỏi của khách giáo khoa họ hướng dẫn đó thì chúng ta có thể tiếp tục các điều chỉnh theo phương dụng của ta nó hợp lý hơn, hiệu quả hơn đối với học sinh trong quá trình hướng dẫn tự học tự giáo. Xin mời có cô quý chưa hiểu về cái từ học từ la thì yêu cầu các em phải thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên. À, cái phần khuyến khích ở bên này của cô quý từ nào đấy ạ? Cô quý ạ. Rồi tôi đọc lại cái câu hỏi của cô quý ạ. Em chưa hiểu khuyến khích học sinh từ học từ la chỉ yêu cầu cả em thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên chứ không phải lên lớp như các tiết. Đúng rồi, cái phần từ học từ la thì là khuyến khích học sinh đọc học la chứ không lên lớp. Nhưng mà hồi nãy trong cái nội dung tôi trình bày ở phần thứ hai ấy và từ làm thì không đưa vào kiểm tra. Còn từ học có hướng dẫn thì có đưa vào kiểm tra. Bây giờ cô sẽ làm một cuộc thử thách cho các bạn kiểm tra. Việc này kiểm tra đánh giá những nội dung kiến thức học chính là tính giả theo công văn 542 của 2.1 và các nội dung không dạy rồi là không làm, không thực hiện và khuyến khích từ học theo công văn 143 thì không đưa vào đây kiểm tra. Đây. Cho nên hồi nãy nói là khi mà chúng ta cũng ở đây là chúng ta phải các công văn 113 của bộ tiến hành chúng ta có bộ hôm nay này, công văn là của sở là 419 là hướng dẫn dạy học trên truyền hình, công văn 449 là hướng dẫn điều chỉnh chương trình, thì điều chỉnh chương trình hôm nay là 113 đã làm và kỳ hướng để xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch bài học rồi kế hoạch kiểm tra đánh giá thì không quan trọng nếu tôi nhắc lại với cô nhé, tức là những nội dung không dạy, không làm này, không thực hiện và quyền thích học thì không kiểm tra đánh giá. Còn cái phần hướng dẫn về chuyển thành từ học khuyến khích học sinh từ học được đấy các thầy cô đã dạy rồi ở những tuần trước được kỳ nghỉ các thầy cô dạy thì sau này vẫn không đưa vào nội dung kiểm tra đánh giá, không đưa vào cô nha. Không lần này từ đâu rồi, không cũng không phải lần này từ đâu, phần nào được thôi thì thôi. Em có ý kiến nữa ạ? Tôi kiện đến hung kiện nào thầy này. Thầy ơi em hỏi. Thầy ơi em hỏi khuyến khích từ học từ làm đồ tiêu chỉnh cả hai có đưa vào phân phối chương trình mà. Cái phần này đưa vào để khác biệt là đấu từ học làm và đấu là từ học hướng dẫn thì chỉ là đưa vào. Chỉ là không đưa sự kiện để áp dụng trong phần đó là từ học khuyến khích từ học
Em có ý kiến đấy. Có rất nhiều thầy cô giáo hỏi bây giờ tôi thì ý kiến của thầy Nam tôi đã trả lời cho ý kiến của các cô rồi. Nhiều người vô chuyện quá, nói chuyện to quá. Cô đang thường nghe chắc mấy cái mà chứ nói cười to quá đấy ạ. Cô đang thường nghe. Mời cô Hồng Hà. Mời cô Hồng Hà. Rồi ạ, mời em giảng đạo. Bài nào ạ? Rồi. Tức cái ba đó đã dày chưa? Đã dày rồi. Thì bây giờ không làm lại được. Và sau này khi đến trường thì các cô phải kiểm tra lại trong quá trình dạy các chuyện học sinh nắm được chỗ nào. Nếu chỗ nào nắm được rồi thì thôi, mà chỗ nào chưa nắm được mà theo yêu cầu hiện nay thì cần tổ chức củng cố chủ đạo bổ sung thêm các em. Rồi. Bây giờ cô nên nhớ phân phối chương trình là tùy vào chương trình nhà trường của mỗi trường. Cái này chúng ta đã thực hiện từ năm 23 rồi. Trường đấy là toàn quốc có một phân phối chương trình, toàn quốc có một chương trình, thì bây giờ toàn quốc có một chương trình, còn phân phối chương trình là tùy vào từng trường. Bởi vì cùng với chương trình quốc gia thì có chương trình địa phương và chương trình nhà trường, thì trong chương trình nhà trường gồm có chương trình quốc gia, chương trình địa phương và sự điều chỉnh của nhà trường đó. Cho nên giữa trường này và trường khác trong cùng một huyện là có thể giống nhau về phân phối chương trình và có thể không giống nhau. Con trường đấy thì hoàn toàn giống nhau. Như vậy trường cố và trường trung học cơ sở Kinh Thiền sẽ không có phân phối chương trình giống nhau. Còn cái chuyện giống nhau ngẫu nhiên thì trường hợp ấy sẽ ít. Và chỉ có trường nào mà bế gần nguyên cái phân phối chương trình của sở Soạn gần đấy nhất là năm 2011 cho cấp 3 và 2009 cho cấp 2 thì mới có chuyện giống nhau. Chứ còn mà từ lập lại không giống nhau. Cô chú ý cho về các thầy cô chú ý là từ học có hướng dẫn và chương trình chính khóa thì cần đưa vào kiểm tra đánh giá. Chỉ không đưa vào là không dạy, không học, không thực hiện, không làm thì không đưa vào. Và khuyến khích từ học từ đọc. Vâng ạ, chào chào. Xin mời ý kiến các thầy cô ạ. Đúng rồi, mình nhờ gì không? Anh em cho em đi, mọi người em đang dùng đất nước ngoài ạ.
thì bên đó có một tiết rồi cô thấy bên kia là họ có ghi một tiết hay hai tiết đó đấy nhá. Cái đó phải có tiết chứ cô, cái đó phải có tiết chứ. Bây giờ cái phần tích hợp của ta, cái số bài nhiều nhất là tích hợp rồi con một tiết, và có một số bài tích hợp thôi. Tiết các số bài tích hợp từ sáu bài bắt đầu thì bây giờ con có tiết. Ổn ạ. Mẹ thằng ngon nháo mẹ không nghe rồi mẹ. Không, mẹ không nghe rồi mẹ. Số đâu mà ai chỉ ghi là mặt đồ nhé. Sao là ví dụ như mặt đồ chứng minh này cũng nghe. Vô đồ nhiều hơn với mặt đồ mình chẳng thấy đặt đó thế này. Chúng ta lại có mẹ làm một cái tâm hồn. Đồng ta là tâm thực học có một trọng hồn mới tiếp. Mà bây giờ là thả cái thằng tâm có một tiếng thôi. Kinh lá từ tỏ ngỏ đây, tỏ ngỏ đây. Tâm của một học của chúng ta chỉ có 140 từ 2 tuần tức là 176 tiết. Mà học kỳ 2 của chúng ta là 17 tuần chẳng hạn. 17 tuần mà trừ 6 tuần thì còn 11 tuần. Thế thì tổng số tiết của ta trừ cái tiết là rồi thì nó còn đủ theo cái tiết là 140. Cho nên cái phần mà từ học hướng dẫn là chúng ta ghi vào trong kế hoạch thôi. Kế hoạch đó là xin lỗi là quyển kích từ học ta ghi về con cái từ học của hướng dẫn thì mới có tiết. Và chúng ta cũng không phải móc lê cái số tiền này hiện nay là bao nhiêu nữa. Dạ thưa cho em hỏi ạ. Dạ rồi rồi. Cái gì tính biển ạ? Ở trong xuống ạ. Rồi mời cô. Mời cô. Dạ thưa em hỏi thứ nhất là chỉ đang đến thêm 4 cho nên em cũng muốn là cô cầm gần lại nhé. Ở trong trường là có sự thống nhất cả, bởi vì là cái bộ gửi cái tính giảm thế là em cho giáo viên thống kế là xem thử xem cái mức độ tính giảm cả bốn nó có rộng nhau đông đều về kết thúc số tuần nó giảm cả số tuần đấy. Rồi. Có bốn là cùng tám tuần, có bốn bảy tuần, có bốn là cùng có bốn chỉ được có năm tuần. Vậy là à, theo như thầy thì đa đấy là cả tất cả các bốn đều thống nhất là giảm tải số tuần đấy. Không không. Cái môn của ta là cũng tùy cố là tuy là có môn đọc 6 tuần là tối bình quân hóa. Bây giờ chúng ta phải cụ thể cái văn bản đó con bao nhiêu thì làm cái nền anh bảy nhiệm đốc sư. Chứ không phải là thống nhất là 7 tuần là tôi để một số môn đó. Là 7 tuần một số môn là 6 tuần và một số môn là 5 tuần. Và cũng có những lớp là trong một môn văn của chúng ta có những lớp này lớp khác cái số tiền giảm cũng không tầm nhau lắm. Nhà đúng rồi. Rồi như vậy là nếu như là khi kết thúc mà năm học á, các lớp trẻ kết thúc thống đông đều. Như vậy có ảnh hưởng gì không? Cái thứ nhất, cái thứ hai em phải là. Cô nên nhớ sau khi kết thúc năm học, ví dụ như có khi làm xong thì có những lớp là 5 tuần, có lớp được giảm 6 tuần, có lớp giảm 7 tuần, khi cái ánh 7 tuần sẽ kết thúc đấy. Khi chúng ta tiếp tục ôn tập củng cố cho học sinh. Không phải là vừa đó là cứ dạy xong rồi là cứ nghỉ nha. Con cảm lớn mới trả bí thì con lại một lớp thì nghỉ của đại học được rồi. Thế nên cứ dạy xong thì chơi sự đó thiếu việc mà làm. Nhà phải biết sợ. Thứ hai là đi học sinh cho nên buổi ta biết là có khăn là tổ chức để học với những về chuẩn đưa ra của ba hình thức. Đó là học trên internet hoặc là thuyết minh hoặc là giáo ban trực tiếp cho học sinh. Nhưng mà kể cả sử dụng hình thức nào trên nên bố cùng trẻ không được. Nhưng mà mang ra trẻ không được nhiều. Càng hẳn về internet thì nên bố mẹ là các em quyền thế ạ. Nếu như mà mang trẻ thẳng một tài năng nhỏ em học được. Rồi nhà em tổ chức cái nhỏ đó luôn. Cái lâu hoàng mà nắng hải em thôi. Con giáo ban trực tiếp thì em xin hỏi là hiện tại là ta làm thế nào, là giáo viên làm, 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 giáo viên làm,
có ảnh hưởng gì không với giáo viên Mỹ những em đã được học thôi thì sẽ như thế nào, những em chưa được học vì em có đủ điều kiện để tìm được học thì những ra số lượng nó rất đông thì sẽ làm thì như thế nào phải tuyệt vời điều kiện của cô là thầy trực tuyến thì số tám là sẽ ít truyền hình thì chưa thực hiện được, còn giáo bài ở nhà thì khi được, khi không có khi là kịp thời, khi không kịp thời, cho nên trong một lớp thì dẫn đến rất nhiều cái sự vênh lệch giữa những học sinh được học và chưa học. Khi ta đến trường á thì nó đơn giản là tất cả đều học và tất cả đều học bài giống nhau, nội dung giống nhau, từ từ làm thế này thì trong điều kiện đó thì chúng ta khắc phục đến mức tối đa được đâu thì chúng ta không sợ cũng không nói mà cái của câu hỏi của cô cũng là đang khó khăn cho con của chứ không phải mà cố gắng đến mức tối đa nhưng không phải là khó thế thì em không làm được thì bây giờ và cái đó là cùng cần cái sự chỉ đạo của nhà trường không? Chứ ở đây thì chúng tôi cùng đưa ra một số phương án cho giáo viên và các nhà trường thực hiện chứ không bắt buộc các nhà trường phải thực hiện theo một hướng giống nhau. Vì điều kiện cơ sở hạ tầng, điều kiện về dạy học cơ sở vật chất. Xin hết mời cô chị à, dạ em xin có một vài ý kiến như thế này ạ. Cái sáng dư lôi theo dõi ở đó cho thì bây giờ là em xin chốt lại là bần khéo như em hiểu như thế này phải không ạ? Bây giờ là nhiệm vụ của tổ nhóm chuyên môn ở các trường phải làm những cái việc này. Thứ nhất là phải xây dựng lại một cái phân phối chương trình điều chỉnh tính từ cái tuần nghỉ, dạ một cái kế hoạch dạy học điều chỉnh lại tính từ cái tuần nghỉ và cắt những cái bài giảng tải. Như thế này thầy nói đó là ta cứ tạm tính là từ bắt đầu từ 20 tháng 4 đấy, dạ. Thứ hai nữa là cắt những cái bài từ tròn gắn với những bài giảng tải thì ta cứ tạm lại những cái số từ ngữ là 6 tuần thì ta có nghĩa là ta sẽ cắt đi 6 tiết. Đấy, tất nhiên những cái tiết từ tròn này cả là em thì em cứ tỉnh ta cứ tạm tỉnh như thế ạ, tạm tỉnh là 6 tuần đi, tất nhiên là hẳn sẽ tùy theo là từng môn và đặc biệt là đóng môn thì từng lớp một, từng khối một này thì ta cứ tạm tỉnh là 6 tuần này. Thứ ba nữa là những trong cái phân phối chương trình đó thì vẫn đưa vào những cái bài là từ hướng dẫn học sinh là từ học từ làm, tuy nhiên là sẽ không ghi số thứ tự tiết phân phối chương trình này, bởi vì đã ghi số thứ tự tiết phân phối chương trình thì có nghĩa phải thể hiện đến số ba thì có nghĩa là phải giải này, tức là ta có đưa vào để hướng dẫn như thế chứ không ghi số thứ tự tiết cho nó dễ để nắm được cái hệ thống thôi. Thứ tư nữa là đối với học sinh ở cái vùng bọn em là ở Ứng Sơn thì cái việc mà dạy học qua internet là có hạn chế, nếu thực hiện được thì cũng chỉ được một vài lớp ở một khối, tức là những cái lớp tròn đấy, cho nên cái hình thức dạy học này thì ta tạm là không thể làm được ở một cái mức đại trà. Nếu như khuyến khích giáo viên họ làm cho một số lớp thì một lần để cố cho là có cái sự giáo khoa trong cái thời gian nghỉ học, còn ở bọn em thì chủ yếu là tròn hình thức là hướng dẫn học sinh quá làm đề, rồi là học sinh sẽ phản hồi là đến cả cái mạng Zalo hoặc là mẹ sẽ gửi đó là học sinh giáo viên từ trừ để củng cố ôn tập thôi, còn không thể dài được với mới. Đây, đó là về cái đó. Em chốt lại là cái sự dư là bọn em nhiệm vụ bọn em là như thế có phải không ạ? Rồi. Rồi cho em hỏi thêm một chút là đấy là giáo viên của trường em hỏi là cái việc thí học sinh giỏi thì cái phương án của sở thì bây giờ đang tạm hoãn. Nhưng mà cũng muốn họ cũng muốn hỏi xem thử là hoàn hay là dừng thí thì để cô cho họ biết. Là có thí hay không? Cho nên là ta hiểu biết là tạm hoàn thôi.
Còn khi mà dạy một lớp, ta cứ giả sử thế này, lớp này là 3-4 em, và 2 em là theo được cô học internet. Còn 2 em nữa thì khi học không thì chúng ta có cái phần mềm để chúng ta kiểm tra ai học được và khi học được chứa lại cho trường nhá. Còn em lại thì cô phải chọn hình thức khác. Dạ. Chứ không phải là bừa đi cô dạy bài 15 là đúng thời gian, đúng kiến thức, đủ kiến thức. Là một nửa học được, còn một nửa học được thì kém từ không được thì cố phải làm như vậy chúng ta vất vả nhiều. Nhìn người thế này thì chúng ta vất vả hơn rất nhiều lần. Trước đấy là 6-1 tuần là một lớp kém học được mấy tiết đó là xong. Và cứ là còn bây giờ là không hỏi được thế. Cho nên chúng ta cũng phải đa dạng hóa. 20 em này thì ta làm hướng đó, 10 em kia thì ta làm hướng kia, còn lại ta làm hướng nữa. Chứ không thể nói được. Nói chung là chúng ta rất vất vả. Xin cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Nhóm hai mới cô Hương Lê ạ. Mời cô Hương Lê ở nhóm hai ạ. Đây, mời tôi ạ. Rồi, để rồi, cảm ơn cô. Nguyễn Bá Thanh. Kim Yêu Dung đã đặt. Mời cô Trình Thị Thảo, Trung học phổ thông Đông Hiệu ạ. Thầy ơi, cho em hỏi cả tiết. Thầy ơi, cho em hỏi cả tiết học sinh tự học, tự đọc có ghi vào sổ đầu bài Phật của chương trình và thể hiện trong giáo án không ạ? Tự học, tự đọc, tự thích. Kia tiết tự học, tự đọc thì có đưa vào Phật của chương trình nhưng mà không đánh sổ tiết và cũng không ghi vào sổ đầu bài. Cái đó là khuyến khích, cố phải nói đầy đủ là tự học có hướng dẫn và khuyến khích học sinh tự đọc tự học. Tự học có hướng dẫn thì phải đưa vào sổ đầu bài, con người ghi thì không. Cô Lý Nguyễn, thầy ơi cho em hỏi bài Quán Âm Thị Kính ở văn 7 trong văn 7 văn 2. Thế thì giờ bộ hướng dẫn là khuyến khích học sinh tự đọc, thế thì giờ làm tổ chức tinh văn bản kiện này là không khuyến khích thì đưa vào của câu hỏi của cô giáo Lý Nguyễn ở chương trình lớp 7. Cô Lý Nguyễn hỏi là chỗ là bài Quán Âm Thị Kính ở chương trình lớp 7 phân phối 2 tiết. Thế thì giờ bộ hướng dẫn là khuyến khích học sinh tự đọc, thế thì giờ làm phân phối chương trình mấy tiết ạ? Thế thì chỗ là Quán Âm Thị Kính ở trong đó là 2 tiết thì khuyến khích tự học. Thì bây giờ đưa vào chương trình khuyến khích tự học chứ không ghi tiết, ta ghi là có khuyến khích tự Quán Âm Thị Kính là khuyến khích tự học chứ không đưa vào sổ tiết. Mời cô Nguyễn Thị Hải Yến ạ. Mời cô giảng Nguyễn Thị Hải Yến ạ. Đi về cái mà tiết kiệm tiền đó bây giờ nhiều nhiều mà
Càng càng có hỏi nào nữa không ạ? Chuyển sang khuyến khích với chuyển sang từ học và hướng dẫn
cho con những bài mà không bình thường thì làm bình thường thì tao làm như như trước đấy rồi chào cô rồi mời cô Thu Hương ạ. Dạ, xin thưa cho em hỏi với ạ. Thầy ơi, cho em hỏi là hiện tại là chương trình mô hình trường học mới ở lớp 9 thì sẽ thực hiện như thế nào? À, về chương trình mô hình trường học mới của lớp 9 thì chương trình mô hình trường học mới của lớp 9 và cũng như mô hình trường học mới của các cái lớp dưới đó thì chương trình này thì cũng dạy chúng chương trình với chương trình này ta. Định hướng phát triển năng lực thì bây giờ chúng ta xem là bên cái chương trình hiện hành chương trình đại ca anh họ giảm như thế nào, họ chuyển đổi điều chỉnh thế nào thì bên chương trình trường học mới bởi vì chương trình mới và chương trình cũng là số bài là gần như trung khít với bên này, mục tiêu bài học cũng trung khít với bên này. Và nói cái hỏi câu thứ hai ạ. Vâng ạ. Thứ hai là có một bài kiểm tra tự kỳ và một bài kiểm tra tự kỳ thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào thế? Bài kiểm tra giữa kỳ và thì trong điều kiện này thì học kỳ thì chưa đến cuối năm, học kỳ thì bây giờ đang sáng cuối tháng 6 tháng 7. Còn điều kiện kiểm tra giữa kỳ thì hiện nay chúng ta tự tạm gác lại đó. Để khi nào có hướng dẫn mới, còn nếu như vì đó là bài định kỳ cho con bài thường xuyên thì không, nhưng mà bài định kỳ thì chúng ta tự tạm. Dạ, bên cảm ơn thầy. Với số lượng kiểm tra nó khó khăn ở bên kia thì dạ. Chỉ có một bài giữa kỳ với một bài cuối kỳ thế thôi ạ. Bài chỉ được mặt là chúng ta cứ để đó là. Mời các thầy cô ạ. À, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến thì có nói trong xây dựng phân phối chương trình có xây dựng hai chủ đề dạy học và bốn tiết nghiên cứu bài học trên một năm. Ví dụ như trường có xây dựng cái chủ đề là ngâm khúc, trong đó có cái bài tình cảnh lễ nói của người chính phủ, nhưng bây giờ bộ bỏ không học nữa thì nhà trường phải thực hiện như thế nào? Nếu như thế mình có đảm bảo hai chủ đề thì bây giờ cái chủ đề dạy học của đó, chủ đề dạy học thì bây giờ là ta đã tích hợp một số bài dưới dạng chủ đề thì bây giờ cái chủ đề mà của cô mà xây dựng không thực hiện được thì chúng ta có thể là chúng ta phải thực hiện các chủ đề khác hoặc là lựa chọn tích hợp khác để chúng ta dạy. Ý của cô là nếu bỏ cái phần đó được 6 thì trở thành là nhà trường bỏ bài rồi là bỏ thực hiện chủ đề. Thì bây giờ là tình cảnh để nói của người chính phủ không học nữa thì cái phần chủ đề đó có thể chúng ta chuyển sang một hình thức khác. Thì bây giờ các thầy cô chú ý là nếu như trường đã dạy học đến đâu rồi thì hôm nay trong cái phần hai của cái bài trao đổi của tôi có nói thực hiện đến tuần nào thì bây giờ chúng ta xây dựng cái chương trình từ tuần đó trở đi. Ví dụ xây học đến tuần 25 thì xây dựng từ tuần 26, học đến tuần 27 thì xây dựng đến tuần 28. Nhưng mà tôi thấy có thầy giáo ở đây không ghi tên
là học đến tuần 28 thì tôi nghĩ là không học được như vậy. Đấy. Không có trường nào mà bây giờ học đến tuần 28 cả. Nó sẽ rất khó. Tôi tính là tuần là trường nào mà học tốt thì trung học phổ thông là được Tết học được 1 tuần, 6 Tết học được 4 tuần là 5 tuần. Mà 5 tuần thì ta tính từ tuần 20 theo tuần thời gian thì bây giờ mới đến tuần 25. Mà nói đến tuần 28 thì tôi thấy không khả thi, không thể thực hiện như thế được. Chỉ có điều là các thầy chọn một số bài đọc, một số bài học của tuần 28 đem dạy trước, rồi các bài luyện tập thực hành các thầy gạt được quyển 6 của 15 đến tuần 28. Cho con này. Và giả sử như bây giờ các thầy ra soát lại là đã thực hiện đúng đến tuần 28 chưa? Nếu chưa thực hiện đúng thì những cái phần mà chưa dài thì chúng ta phải ra soát để điều chỉnh theo tinh thần công văn 113 của Bộ. Xin mời kiến tiếp ạ. Mời cô Dung ạ. Chào thầy Hà. Nếu thầy hỏi tiếng Anh là tôi chịu thầy Hà, thì phải chơi tiếng Việt vô cái này. Thầy Hà có gặp thầy Khánh không? Ông đâu chỉ cái sản như đó. Em xem anh từ cái sản này chưa? À, về mặt tinh thần, về chủ trương là đồng ý với Bộ, về sở và đặc biệt là về phòng hệ thống là không để cho học sinh mất trừ trong cái thời gian dịch Covid. Thì cái hình thức online là rất là hợp lý. Và tuy nhiên thì em phải có một cái vấn đề thế này để thống nhất được đó, với để thống nhất được ở tại một trường đó. Thì em muốn gửi ý kiến đến phòng hệ thống là phải có một cái công văn hướng dẫn các nhà trường để thống nhất cùng làm luôn. Chứ không phải tổ xây dựng thế này, tổ xây dựng là tổ tổ chức kinh tế này, tổ tổ chức các rất là khó. Rất là khó thực hiện. Rồi. Đó là cái rất là quan trọng. Rồi. Vâng. Con cùng báo cáo với anh là cái việc mà dạy online của Đỗ Lương Hải lâu nay vẫn dạy bình thường. Rồi. Và thực sự là chỉ chủ yếu là mới đã thực phân đa vẫn là tập trung trên Messenger và dùng cái kênh hình ảnh. Còn VNPT thì cũng đã EduLearning thì em cũng đã thực hiện rồi, nhưng mà học trò sử dụng điện thoại thì rất là khó để tiếp cận được cái bài dạy này. Hôm nay thì ép vào Zoom đi cũng chưa thử nghiệm, nhưng mà cũng nghĩ cũng khó, bởi vì thường thường á, là học trò nó sẽ dùng app nó dễ hơn là dùng app ở trên điện thoại. Cho nên là cũng muốn gửi anh về ý kiến đó về phòng hệ thống để có cái chỉ đạo tốt hơn để cho nó chặt chẽ hơn tí. Cảm ơn thầy Hà, tôi đã nghe ý kiến của thầy đề xuất về cháu là sở nên có một cái hướng dẫn chúng để xây dựng kế hoạch dạy học. Thì cũng bảo là được khi mà có cái công văn 1132 của Bộ ấy, thì sở đã có cái công văn là 449 thì cũng yêu cầu đã làm 3 việc. Một là ra soát chương trình để giảm tải. Đúng rồi. Hai là ta xây dựng kế hoạch dạy học, thì gồm có kế hoạch dạy học và kế hoạch bài học. Và ba là đề xuất kia phương án kiểm tra thì chúng ta cũng đã làm. Thì đến cái tinh thần của công văn 449 đó, thì không dư thì tôi chưa trả lời với thầy là Bộ sở có cái công văn bổ sung nào được không. Nhưng mà nhìn chúng là chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học thì đã chỉ đạo công văn 449 ha. Đã có cái mục 2 đây. Đây. Cái này đến đây là quản lý thì có rồi. Vâng, có rồi anh ạ. Đây hiểu vấn đề rồi, vấn đề ở chỗ là hình thức dạy học thôi. Tức là sở sẽ nếu mà phòng hệ thống kiểm tra thì sẽ kiểm tra qua kênh nào. Bởi vì nếu mà giáo cho tự chủ nhà trường chọn cái hình thức nào phù hợp nhất đối với nhà trường thì nhà trường làm để thống nhất luôn thì hay hết. Tôi cái này tôi sẽ chuyển lại cho lãnh đạo để nghiên cứu trả lời tiếp với thầy. Nhưng mà tôi nghĩ là nhà trường cùng trên tinh thần này, nhà trường cũng trước hết là nhà trường chủ động rồi có một cái thống nhất trên tinh thần của sở của Bộ nhưng cái đã bắt anh để chúng ta lựa chọn. Và tôi tinh thần em hỏi như vậy thôi, bây giờ dành lại cho chuyên môn rồi. Cái kế hoạch dạy học của ta thì không
không khó lắm lắm đâu. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn băn khoăn là cả cái cách thức hình thức đó và hiệu quả. Hình thức triển khai cũng rất là chính xác. Và ta cố gắng đến đây thì cũng không có vấn đề. Bởi vì là dịch của ta là đã tạo ra một cái bối cảnh bất thường cho quốc tế rồi. Thì bây giờ mọi cái người ta đòi hỏi bình thường thì tôi thấy là cũng khó khăn. Trong đó có cái khó khăn của giáo dục. Xin cảm ơn thầy. Em cảm ơn anh ạ. Cô Thuần ạ, mời cô. Mời Thuần ạ. Em chào thầy ạ. Thầy ơi, cho em hỏi đấy là như vậy là sau buổi tập huấn này thì chúng em chính thức được dạy học trực tuyến bài mới rồi. Mới được chứ cô, và quy một số trường thì trong tuần vừa rồi là họ đã dạy bài mới rồi đấy. Dạ, một số trường dạy bài mới thì tôi nhìn vào đó tương đối có hiệu quả, chẳng hạn tôi nắm chứ hết. Nhưng mà ví dụ như trung học phổ thông Hoàng Mai cô nè, rồi Phan Bội Châu nè, Hà Huy Tập, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Việt Thuật nè, trung học cơ sở Đặng Thanh Mai nè, và một số trường họ đã tiến hành dạy bài mới rồi đấy. Dạy bài mới và có tương tác tương đối hiệu quả đấy. Dạ, em muốn hỏi tiếp đấy là cách ghi sổ đầu bài ở những bài mà chúng em đã dạy ở trên trực tuyến trong dịp này ạ. Thì hôm sau nếu mà ghi sổ đầu bài thì sẽ như thế nào? Đã vẫn ghi như ta tiến hành. Đã vẫn ghi như ta tiến hành thực hiện. Các trường đã có thơ có biểu, như một số trường ở Vĩnh đã có thơ có biểu cho các môn học môn dạy. Đến giờ đó là họ dạy. Bây giờ là đang đề xuất một cái hướng là ví dụ như mỗi môn 4 thì cả tổ đến bài đó là soạn chúng một giáo án và phạt một lần. Nhưng mà vì cái điều kiện các cái phòng học của chúng ta các chương trình là có kính chất đảm bảo được, cho nên là cũng đang được bắt khi là từng giáo viên họ làm. Còn là số bài thì ta ghi thì dạy thì ta lưu lại. Dạ vâng. Và tiếp theo đấy là lúc nãy thầy nói bài kiểm tra định kỳ, thì em muốn hỏi là đối với những bài mà ra ghi là bài viết ở nhà thì chúng em có thể giao trong thời gian này. Bài ở nhà quy định ở nhà mà bộ không nói gì ta vẫn tiến hành làm ở nhà. Rồi là ta ra đề là chuyển trong đó đây là ta lưu lại đấy. Dạ vâng. Theo tôi nghĩ là cả cái bài đó là đơn giản nhất, bởi vì là vốn gì học trò đã làm ở nhà thì bây giờ ở nhà ta làm ở nhà. Chỉ có chuyển đề qua Zalo thì ta chuyển kèm, nếu mà Zalo chuyển được thì chúng ta dùng cái hình thức khác ta chuyển đơn giản. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi thì bây giờ cái này muốn chuyển cái mình. Về nội dung giảng cái gì thì trong công văn 113 và cái đó đã chuyển cho các nhà trường, và đến cái kho học liệu của cái buổi tập huấn hôm nay thì tôi đã chuyển cho các thầy, gồm có cái chương trình điều chỉnh nội dung chương trình của môn ngữ văn trung học cơ sở, rồi môn ngữ văn trung học phổ thông là giảng cái gì. Và trong cái bài giảng của bài trao đổi của tôi ấy, thì cũng đã thống kê lớp nào thì giảng cái gì, là không dạy không làm, rồi là khuyến khích ở chỗ nào, rồi là số lượng ở chỗ nào, rồi là tự học hướng dẫn rất hảo. Và khi bộ phận không giảng thì để nguyên hiện hành thì chúng ta đã đảm nhất. Thứ hai nữa là chúng ta hiểu các cái khái niệm như là không dạy không làm không thực hiện, và khái niệm là khuyến khích từ học từ làm này, là vật thứ ba nữa là từ học có hướng dẫn à, và có cái nội dung từ học có hướng dẫn của chúng ta thì thường thường là kết hợp với cái tích hợp luôn, tích hợp 2 bài, 3 bài, 4 bài và có tối đa 6 bài ở chương trình lớp 8. Và cái thứ ba là đề xuất là cách xây dựng kế hoạch dạy học kết hợp cả văn bản và ban hành. Cái thứ tư là trong kế hoạch dạy học đó thì thực hiện các hình thức dạy học trong điều kiện có thể. Và cái thứ năm là kiểm tra đánh giá, và cái thứ sáu là một ý kiến trao đổi thêm. Ví dụ như là trong thời gian này nếu dạy xong thì làm thế nào, rồi các bài kiểm tra định kỳ ra sao, rồi các bài kiểm tra thường xuyên. Thì tôi đã trao đổi với các thầy cô, đang có những ý kiến chưa trao đổi được thì chúng tôi sẽ trao đổi sau.
và có những ý kiến mà các thầy cô hỏi nhiều nhất và đã khuyến khích tự học của bước vào phần của chương trình không thì tôi đã trả lời lại 2-3 lần. Còn trong điều kiện này thì trước hết là xin chia sẻ với các thầy cô, các tổ, các nhà trường. Trong điều kiện này chúng ta vất vả nhất, có gặp nhiều khó khăn nhất. Và khi điều kiện dạy học của chúng ta thì theo tinh thần dạy từ xa này thì cũng bộc lộ thiếu thốn nhất. Thì mong các nhà trường, các thầy cô cố gắng phối hợp để chúng ta thực hiện được trong cái chương trình bất thường như thế này. Còn sở sẽ đồng hành với các nhà trường, các môn học, các thầy cô từ đầu mùa dịch cho đến nay và cho đến hôm sau. Và trong quá trình thực hiện nếu có gì mà bất thường hoặc khó khăn thì sở tiếp tục ban hành văn bản hoặc là chúng ta cứ tiếp tục thực hiện thế này để chúng ta trao đổi với nhau. Và một lần nữa thì xin gửi lời chúc sức khỏe, gửi lời đồng viên đến thầy cô, các nhà trường. Và sau buổi trao đổi tư vấn này thì các cô về triển khai cho giáo viên và phụ huynh của mình, và lãnh đạo nhà trường cũng phải thống nhất lại theo cái đặc khu của nhà trường trên tinh thần định hướng của bộ và sở, đặc khu của nhà trường để chúng ta thực thi ở các nhà trường. Và trong cái bối cảnh dịch này thì chính phủ đã đề xuất là chống dịch như chống giặc, thì bây giờ chúng ta thấy ra cũng là lúc chúng ta phải vào cuộc quyết liệt nhất, rồi là quyết tâm nhất, và cũng phải chấp nhận những cái khó khăn, những cái phần hy sinh của mình để cho cái công việc của chống dịch. Ngoài chống dịch ra thì chúng ta cũng là một trong những thành viên để tham gia với các cái hoạt động ở ngoài xã hội nữa, cũng đồng viên các thầy cô thì của chúng ta thực hiện cái công việc của mình cũng như là những yêu cầu của xã hội. Thì chúng ta gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô, nhà trường và đồng viên chúng ta cố gắng vượt qua hơn nữa trong những mùa dịch này. Xin trân trọng cảm ơn. Em cảm ơn. Đi đánh à? Hành lang có cái cửa. Người thì em phải.